Hello, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận được cái Android Auto CoolWatch ha. Đây là cái Samsung Galaxy A12 của mình. Thì mấy ngày hôm nay thì mình thấy trên diễn đàn hoặc là những cái group nói về Android Auto á, thì Google họ đã cho phép nhiều thiết bị sử dụng cái phiên bản Android Auto CoolWatch mà không cần đăng ký beta là tài khoản tester á. Thì rất là nhiều người đã được rồi, và một số anh em trong group của mình thì cũng đã nhận được rồi ha. Thì cách nhận biết được hay không thì các bạn chỉ cần vào trong cái mục Android Auto sẽ nhìn thấy cái mục là tiện ích trên thanh tác vụ ha. Có cái mục này là bạn đang sử dụng cái Android Auto CoolWatch ha. Vậy thì làm thế nào mà các bạn và anh em mà chưa có đăng ký tester hoặc là chưa có nhận được á, mà sử dụng được cái phiên bản này, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và các anh em đăng ký ha. Thì cách này không phải là 100% khi mà thực hiện được thì thành công, thì nó sẽ có thể là thành công liền, hoặc có thể là ngày mai, hoặc là khoảng 1-2-3 tiếng sau thì các bạn bật lên á, thì nó sẽ tự động nó sẽ nhận thôi. Giống như cái điện thoại của mình làm xong thì nó không có, nhưng mà mình để khoảng 1-2 tiếng sau thì tự động nó sẽ có cái mục này. Cái đó thì tùy thuộc vào cái Google họ cấp phép hoặc là đợi update gì đó ha. Thì cái đó tùy thuộc vào cái thiết bị các bạn. Rồi, ở đây mình sẽ cắm một cái sợi cáp thử ha. Đây, mình cắm cáp vào để các bạn thấy cái giao diện của Android Auto nó sẽ như thế nào ha. Android Auto CoolWatch. Đó, nó báo là nhận được kết nối nè. Ok, đây mình sẽ bấm bỏ qua nè. Đây thì đây là cái giao diện ha. Nếu mà anh chị và các bạn nào mà có đang sử dụng á, thì sẽ thấy được là cái giao diện này nó sẽ khác. Những cái đường cong này nó sẽ được bo tròn ha. Và giao diện cái thanh này nó sẽ có nhiều cái tiện ích hơn, nó đẹp hơn đó. Thì nếu mà màn hình các bạn và các anh chị mà nó dài giống như màn hình xe của em vậy nè, thì lúc đó mình có thể xem được cái YouTube chạy nền ha, chạy nền ở đây, và mình có thể xem được cái Google Maps bên đây. Ở đây này nó sẽ hiện lên khi nào mà các bạn và anh chị chọn dẫn đường thôi ha. Đó, ở đây xem YouTube thôi đó. Còn muốn hiện bên đây thì phải dẫn đường. Dẫn đường thì các bạn và anh chị bấm thì nó mới hiện sang. Đó, như vậy nè. Đó, nó sẽ dẫn đường. Còn này lý do chưa dẫn được thì mình chưa cập nhật cái Google Maps lên phiên bản mới nhất ha. Map nè. Muốn dùng được cái này mà nó không có xuất hiện này thì phải cập nhật lên phiên bản mới nhất. Cái này là mình chưa cập nhật lên. Đó, nó sẽ có update nè. Rồi, mình cập nhật lên. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách thức nhận cái Android CoolWatch luôn. Để chơi Google Maps nó cập nhật đi. Rồi, việc đầu tiên thì các bạn và anh chị sẽ xóa cái bản cập nhật hiện tại ở trên cái Android Auto CoolWatch đi. Bằng cách là mình sẽ vào ở trong cái mục cài đặt. Sau đó chọn lên cái mục có tên là ứng dụng nè. Ứng dụng. Chọn lên đây. Rồi, sau đó mình sẽ bấm dấu 3 chấm, gỡ bản cập nhật. Ok, chọn đây, gỡ đấy ha. Đó, nó sẽ về cái phiên bản gốc của thiết bị của bạn khi mới mua ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái trình duyệt trên điện thoại lên. Chrome hay là bất cứ trình duyệt nào cũng được hết. Thì anh chị và các bạn sẽ gõ giúp em với cái từ khóa là Android Auto APK ha. Đây, Android Auto APK đây. Thì các bạn và anh chị sẽ truy cập vào cái trang này nè, APK Mirror ha. Đó. Sau đó sẽ tìm cái phiên bản cao nhất mà có hỗ trợ, đó là phiên bản 8.8.6 nè. Bấm vào. Rồi ha. Rồi sau khi bấm vào rồi á, thì sẽ có nhiều cái phiên bản ở đây tùy thuộc vào chip. Chip anh chị đang sử dụng chip ARM64V8A thì chọn. Còn ARMAP V7A thì chọn ha, tùy thuộc ha. Của em là V8A thì em sẽ bấm mũi tên tại cái biểu tượng V8A về. Ở đây thì nó sẽ có cái một download nè, mình bấm vào đây để mình tải về nè. Đây, nó quảng cáo, đây bấm lại đây. Bấm vào đây.
Đó, cái này là do em tải rồi nên nó hiện như vậy ha. Thì cứ bấm tải lại thì nó sẽ tải lại thôi. Đó, em tải lúc trước rồi. Đó, để em tắt đi. Đây là file em tải trước rồi ha. Thì bây giờ mình cần bấm vào. Tải xong bấm vào, chỉ cần bấm cập nhật thì nó sẽ tự cập nhật phiên bản Android Auto lên phiên bản mình vừa tải ha, là phiên bản mới nhất. Đây là cách đầu tiên nha. Đó, xong rồi đúng không? Xong rồi thì tiếp theo mình sẽ kiểm tra lại. Khi các bạn và các anh chị cài đặt xong á, có khi cài đặt lần đầu tiên thì nó sẽ có cái Android Auto CoolWatch luôn. Còn em thì chưa có nè, nó bị mất cái thanh tác dụng rồi, thấy không? Là phiên bản này là không phải là CoolWatch rồi. Bây giờ mình sẽ làm một bước nữa là mình sẽ vào ở trong cái mục lại là vào trong cái này. À, cái Play Store, gõ cái chữ Google này nè. Google này ha. Đó, tìm cái từ khóa Google này. Nó sẽ ra cái ứng dụng này và các bạn và anh chị sẽ cập nhật cái phiên bản này lên phiên bản cao nhất ha. Nếu mà ai đã là tester rồi thì chỉ cần vào thôi. Còn nếu mà chưa có thì cứ bấm vào John Tester dưới đây nè. Nó beta nè. Cứ bấm vào John. Nghĩa là mình đang đăng ký cái beta đó. Ok, đăng ký xong rồi đúng không? Rồi, vậy là xong rồi. Mình đang sử dụng đăng ký beta ha. Nè, nó báo đây nè. Tiếp theo thì mình sẽ socket Android Auto, ứng dụng Google và cái Google Play Service vào trong cái mục cài đặt. Chọn lên cái Android Auto. Sau đó mình sẽ chọn cái mục lưu trữ. Đây, xóa bộ nhớ điện. Socket, ok, thoát ra. Tìm tới cái ứng dụng có tên là Google lúc nãy ha. Đây, bấm lên đây. Tiếp tục lưu trữ. Socket. Xóa luôn cái dữ liệu của nó. Mày xóa thì không ảnh hưởng gì hết ha. Chỉ là để cho nó refresh lại thôi. Rồi, cái Google Play Service này nè, mình cũng xóa luôn. Mình xóa luôn ha. Mình cũng chọn lên cái lưu trữ của nó. Sau đó xóa bộ nhớ điện. Xóa dữ liệu của nó luôn. Ok, xóa hết ba cái mục này rồi thì mình sẽ khởi động lại thiết bị. Khởi động lại. Rồi thì khi mà khởi động lại thì mình sẽ kiểm tra thử xem cái Android Auto CoolWatch nó được bật lên hay chưa. Còn nếu mà chưa bật thì phải đợi một khoảng thời gian ha. Anh chị chỉ cần đợi khoảng 1-2 tiếng sau kiểm tra lại, hoặc là để ngày hôm sau thì em nghĩ là chắc chắn nó sẽ có. Tại vì điện thoại của em có khi nó lên liền, có khi nó sẽ khoảng 1-2 tiếng sau, hoặc là qua ngày hôm sau thì nó sẽ bật cái tính năng Android Auto CoolWatch lên. Bây giờ chúng ta không cần tài khoản tester nữa ha. Chỉ cần thực hiện những cái bước này và đợi giống như là Google họ xác nhận thôi. Rồi ha, thiết bị em khởi động lên rồi. Con này thì nó chạy hơi lâu một xíu. Ok, thoát đi. Sau đó vào ở trong cái mục cài đặt để kiểm tra thử xem có Android CoolWatch hay chưa ha. Sẽ vào trong cái mục kết nối Android Auto. Nếu mà chưa có thì cũng không phải là điều bình thường, là điều giống như là khó khăn ha. Rồi, ở đây nó chưa có nè. Đó, thì các bạn và anh chị cứ để nó một khoảng thời gian nữa, mấy tiếng sau hoặc là ngày mai sẽ vào trong mục này kiểm tra cái mục đó là có thanh tiện ích ở trên cạnh thì mình đã sử dụng được cái Android Auto CoolWatch rồi. Còn nếu mà chưa có thì cứ đợi một khoảng thời gian thì tự động nó sẽ có ha. Đó, thì ở đây em chỉ hướng dẫn cho mình ba cách để thực hiện thử xem có hay không nha. Thì em đã thực hiện nhiều trên thiết bị điện thoại rồi, thì con nào nó cũng có hết. Cái con Samsung này thì nó cũng có luôn đó. À, em thực hiện ở trên con này hoặc là con này thì đều được hết. Thì em quay nên em xóa kết nên nó sẽ bị mất ha. Đây điện thoại của mình khi lúc nãy cập nhật xong không có, mình để khoảng một tiếng sau thì nó đã có cái tiện ích này rồi. Đó, Android Auto CoolWatch nó có rồi ha. Tiện ích trên thanh tác vụ nè. Đó. Thì bây giờ các bạn chỉ cần cắm vào thôi. Ha.
cắm vào cài đặt cái Android Auto. Đây ha, nó giao diện nó là khuôn quát nè. À, lúc nãy nó chưa có hiện bên đây đúng không? Mình cập nhật lên cái Google Maps mới nhất thì nó hiện rồi. Còn ở đây thì các bạn chỉ mở YouTube thôi. Mở YouTube và xem ha. Đó, mình chỉ cập vào trang YouTube rồi chạy nền luôn. Rồi, đây là cái tính năng của Android Auto Full Watch ha. Đó, các bạn làm như giống như mình thôi là sẽ được ha, sẽ không có cần phải đăng ký tài khoản hết. Còn cái này thì dùng được bình thường. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.